Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Em tiếp tục có thêm một video nữa cho ngày hôm nay, ngày 18 tháng 12, và sẽ giới thiệu với anh chị cho bác mình một số cái sản phẩm túi xách sinh nhật đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để dưới góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho đến hết tháng 12 và nhận chuyển khoản đi đơn chứ không có ship code anh chị ha. Đầu tiên là em có một cái túi này dành cho các cô này, rất là mới luôn, nhưng mà nó là vải nhung anh chị, nó không phải là da lộn nha. Phối giữa cái vải màu đen với vải màu nâu mà nó đẹp lắm, hàng có hiệu luôn, mới ken, hàng mới về luôn. Cái sợi dây nè, túi này dường như hàng trưng bày á, chưa có xài đâu và mình mua tặng được ha, hoặc là chị cô nào thích độ mới cao. Hàng được made in Italy. Xuất sắc quá. Đây, bên trong là lót vải hãng nha. Dây này mình có thể cất vô hoặc tháo rời xài cho cái túi khác được luôn. Xài như clutch hoặc là mình gắn cái dây vô mình đeo ha. Vải nhung nhưng mà nó quá đẹp, quá xịn. Size ngang á là được 23, cao lên là được 16. Đẹp dữ lắm luôn. Chốt giùm em mã là T43. Giá của nó là 680. Đẹp, sang, mới, hàng hiệu. T43 680.000. Hàng mới về cho nên là anh chị thấy em lên hàng liên tục luôn. Rất là nhiều túi, một ngày em có thể giới thiệu khoảng mấy trăm cái túi luôn anh chị. Nhưng mình cho mình dễ dàng lựa chọn ha. Rồi một cái này là kim sa hột lựu nè. Hạt cườm phối với lại hạt kim sa, full cái túi luôn nha, và cái màu nó lấp la lấp lánh như vậy nè anh chị. Có dây đeo chéo hoặc là mình cất cái dây vô luôn là mình cầm clutch cầm tay được luôn. Bên trong là lót vải nha. Túi này độ mới nó khoảng cỡ 88 89%, không mất hạt nào. Đẹp ha. Size ngang á là 19 nè, ngang đáy là 20, cao lên là được 13. Cái này giá của nó sẽ là 390 anh chị ơi. Chốt giùm em mã là T44. Cái nào không có lỗi là em sẽ giới thiệu rất là nhanh và anh chị yên tâm về độ mới ha. Sắp em bán hàng với độ mới cao, còn cái nào mà nó cũ là em bán giá sẽ rất là rẻ để cho các cô các chị mình mua đi chợ thôi. 390.000 cho cái túi này nha. Còn độ mới cao mặc định rồi. Cái nào cũng độ mới cao hết. Dù là hàng si nhưng mà độ mới cao anh chị nha, hàng được tuyển lựa ha. Rồi tiếp tục nè, em có một cái túi vải này. Hàng này là hàng có hiệu nha, hàng này là của cái này nó giống với filer của Đức thôi, nhưng không phải hàng filer nha. Giống giống thôi, không có phải filer đâu. Bằng vải. Y chang như cái filer Đức luôn. Cái này độ mới khoảng 85%, có xài rồi nhưng mà nó full vải luôn. Mình về các cô mình giặt lại giùm em sơ sơ ha. Ở bên ngoài thì em thấy nó tươi hơn trên hình nha. Trên hình thì dường như cái bông nó không tươi bằng ở ngoài đó. Size ngang là được 25, cao lên là được 14 cm. Xinh lắm nha anh chị, dáng sách như vậy. Rồi, ở bên trong là có khóa kéo nè, có hiệu nè ha. Bên trong là lót vải. Cái này có xài rồi nhưng mà độ mới còn rất là cao. Và mình về mình giặt giũ sơ sơ giùm em là nó sáng lên, kiểu nó dính bụi anh chị. Rồi, chốt giùm em mã là T46. Cái này em bán cho mình với giá là 300. T46, 300 ngàn. Cái này không phải là hiệu filer nhưng mà nó tựa tựa 300. Một cái clutch này của Gonfil. Clutch Gonfil này cái phần khóa này nó có hơi bị xuống màu, kiểu hơi kiểu oxy hóa nhẹ nhẹ đó. Phần da thì ok. Độ mới tổng thể của cái này nó rơi vào khoảng cỡ 88-89%. Khoan khóa mấy cái chỗ khóa vàng kim loại này đó thì nó sẽ có vấn đề này vấn đề kia một chút ha. Nhưng mà tổng thể thì nó còn đẹp. Mình về mình đánh sơ lại là nó sáng trưng à. Còn phần da là ok. Hàng made in Germany. Thường cái hiệu này mình sẽ thấy cái màu nâu đỏ anh chị, còn cái màu đen này cũng cũng có thỉnh thoảng gặp nhưng mà ít gặp. Cái size này nó vừa xài ha, nó không bự quá đâu. 24 nè, nhân với lại 15.5. Cái này anh chị chốt giùm em mã là T47. Em bán cho mình với giá là 1250. T47 1250. Cái mẫu như vậy hình như là em còn một cái nó màu nâu đó, nhưng mà cái màu nâu thì nó mới hơn, hình như nó giá là 1,4 triệu, 1,5 triệu gì đó anh chị. Nhưng mà em không có để ở đây rồi. Có gì thì video sau em sẽ giới thiệu nếu còn ha. Hàng nó về nhiều anh chị cho nên là nhiều khi á em tua qua một lượt rồi nó không có nằm gần ở đây. Có những cái nó gần tương tự với nhau em nhớ nhưng mà không có nhớ là nó còn ở đây không hay là bán chưa. Rồi, một cái này. Anh chị nhìn cái logo này mình sẽ liên tưởng ngay đến là Versace ha. Nhưng không phải nha, cái này là logo thôi, nó giống giống tựa tựa thôi, nó không phải là thương hiệu Versace nha. Rồi. Đẹp lắm, bằng da bò. Size ngang đáy là 25, cao lên là 20, có xách tay nè, có chỗ móc dây luôn, đẹp xuất sắc. Nhưng mà mất cái dây rồi, anh chị có thể mua mấy cái túi kia nó có cái dây xích vàng á, thì mình gắn vô đây mình đeo hoặc là cái này mình xách tay thôi. Cái này á không phải là hiệu mà cái này nó sẽ là cái charm để cho nó đẹp thôi anh chị. Màu sáng trưng nha, màu vàng tươi lắm.
Rồi. Cái này á, thì anh chị chốt giùm em mã là T48, em bán cho mình với giá là 750 bằng da bò ha, T48 750 cho cái túi này. T48 nha. Cái màu của cái video hôm nay anh chị coi nó bị hơi tái tái rồi. Nó không có vàng được như bên ngoài ha, bên ngoài nó đẹp hơn. Rồi tiếp tục nè. Này cái gì? Da bò, mùi ôi phong hợp xinh lắm, hàng mới về cho nên nó đa dạng lắm anh chị ơi. 25.5 nhân với lại 16 nhân với lại 9 cm khoan khóa còn sáng nha. Độ mới 89 90%, hàng của Isanti Made in Italy luôn, bên trong lót da xuất sắc. Đây có cái tag Made in Italy ở đây nha. Có một ngăn khóa kéo nhỏ ở đây. Độ mới rất cao, so với hàng si là độ mới siêu cao luôn. Dĩ nhiên nó không phải là mới lan can như trong shop ra ha, nhưng mà rất là mới nha anh chị. Một hai cái vết cấn nhẹ nhẹ nè. Cái này em bán cho mình với giá là 780. Chốt giùm em mã là T49 nha. T49 780 ngàn cho cái túi này. Bán như là giá da bò bình thường, mặc dù cái này nó là hàng hiệu. Tiếp tục. Em có một cái túi da phơm hến, túi này giá rẻ anh chị. Màu xanh đen hay mà nó thiên về màu đen nhiều, màu xanh ít lắm. Size là 31, cao lên là 18, độ dày là được 14. Hàng có hiệu Effen nè, bằng da bò. Cái chỗ này nó còn một cái này, còn cái tua rua nè, cái chỗ này đã mất cái tua rua rồi ha anh chị ha. Mình kéo bằng cái này. Rồi bên trong là lót vải dập hiệu, hàng là La Tour Effen. Bên trong là lót vải như vậy nha. À, cái này giá tốt anh chị ơi, sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 290 luôn. Sale dường như là mấy chục phần trăm á. 290 ngàn mã T 50 nha anh chị nha. T 50 giá là 290 ngàn. T 50. Tiếp tục. Bay lì màu xanh. Túi này phơm bút két anh chị. Da bò ha, hàng hiệu của Bali. Cao lên là được 30, dày là được 14, bề ngang là được 25, có miệng rút đây. Và cái chỗ rút thì mấy cái dây này nó có bị sờn, do người ta kéo lên kéo xuống thì nó cọ sát, nó hơi sờn ha. Còn cái phần dưới rất là đẹp. Rồi miệng rút như vậy, bên trong là lót này là lót da luôn, có tag là Bailey luôn. Dây đeo có thể tăng đưa được, và dây này là dây zin của túi luôn. Anh chị nhìn tổng thể cái túi rất là mới đẹp anh chị nha. Cái này em sale nhanh cho anh chị với giá là 1250. Mã của nó sẽ là T51, giá là 1250. Cái này đang bán với giá 1,4 triệu, sale 1,250 cho cái túi này. À, hôm nay em còn video này nữa thì sau đó là em sẽ gom đơn, sáng mai thứ ba em sẽ đi đơn anh chị ha. Sáng thứ ba em đi đơn. Có một cái túi này da bò phối với lại vải bố, form là form Kelly. Xinh nè, form này đi công sở là đẹp luôn. Size của nó là 27 nè, ngang đáy là 32. Cao lên là 25, độ dày là 13 cm, còn ổ còn chìa. Cái phần vải bố nó có dính dơ anh chị, mình về mình có thể lau riêng cái phần vải thôi ha, tại vì nó có da thì mình không nên giặt nha. Rồi còn lại thì rất là đẹp. Cái túi này nó dính dơ là do kiểu cái chất liệu để lâu hoặc là vận chuyển thôi, chứ em nghĩ túi này chưa có qua sử dụng đâu, nó không có thấy dấu hiệu sử dụng. Ổ khóa chìa khóa đây form Kelly mà nó dáng to, form rất là chuẩn công sở luôn, nhìn sang cực kỳ ha. Để em sẽ móc cái ổ khóa này vô đây đi, để thôi nó bị lạc mất. Ổ khóa chìa khóa nha. Form này gọi là form Kelly, form căng đét luôn, bên trong là lót vải luôn anh chị, rất là đẹp. Túi này đẹp nha, nó có một hơi dơ, dính dơ á, chứ không phải cũ nha, dính dính bụi dính dơ thôi, còn đẹp dữ lắm luôn, và chắc chắn, và cái form nó căng đét à, cứng ngắc. Cái này không có dây nha, mình có thể nếu muốn xài thì mình gắn dây xích, nhưng mà em thấy cái này nó form nó to đó, cho nên là mình xách là nó hợp, là nó sang nhất anh chị, rất là đẹp. Chú dù em mã là T52, em bán cho mình với giá là 850. T52 ha, giá là 850 cho cái túi này. Quá xuất sắc luôn. Cái này nếu mà nó full da cái là nó rơi vào khoảng 2 3 triệu rồi. Nha, phối với vậy phải bố nha, nhưng mà rất là đẹp. Tiếp tục. Một cái túi vải nè, túi vải xách tay. Xinh không? Cái này là hạt nhựa nha anh chị, dưới này cũng hạt nhựa luôn, form xách như vậy. Dễ thương lắm, mình xách cũng được hoặc mua cho em cháu mình xách cũng được luôn. Size ngang là 16 nè, cao lên 12, độ dày là 8 cm. Mở ra, ở bên trong là lót vải nha. Trong lót vải như vậy. Để thử điện thoại coi. Điện thoại để không vừa. Đó.
Điện thoại chị nào xài điện thoại gập hay là điện thoại nhỏ mới để vừa ha, còn lại cái này nó rất là mới nhưng nó không vừa điện thoại. Sale cho anh chị 300 ngàn, mã là T53, 300k, T53 giùm em ha. T53 giá 300. Hôm nay thì chắc em có cái video này nữa là hết. Ngày mai em đi đơn xong thì em sẽ tranh thủ lên video tiếp, lên hàng tiếp cho mình ha. Em có một cái video hồi trưa với một cái video này cho hôm nay và gom đơn với hôm qua. Một cái túi đà điểu mới về màu đen nha. Túi này mình có cái dây vô mình xài gì cũng được, hoặc là lấy cái dây ra để đeo. Nữ ha, size ngang là 27, cao lên là 20. Mẫu này thì có xài rồi, da này không có mới ken, có xài rồi, màu đen. Mở dày, dây này là dây đeo chéo anh chị ơi. Dây mình tăng đưa ha, tăng đưa thêm. Rồi bên trong là lót da thật luôn, để coi có hiệu gì không. Hàng hiệu của Pierre Cardin. Ủa, mới gặp nha, Pierre Cardin nha anh chị. Paris, Made in Italy. Một cái túi da bò của hiệu này thôi người ta bán là 7-8 triệu rồi, nhỏ xíu luôn á. Mà nó hiện hữu, mình ra ngoài shop mình coi thì liền là biết liền. Pierre Cardin người ta dập ở trên từng cái khoen khóa nha. Cái này là da đà điểu hàng hiệu của Pháp và Made in Italy. Dây này mình tăng đưa thêm chút xuống đây ha. Nhưng mà độ mới nó khoảng 85% thôi. Rồi, cái này anh chị chốt cho em mã là T54, em bán cho mình với giá là 1350. T54 1350, da đà điểu hàng hiệu luôn. Giá cũng rất là tốt. Một cái da bò màu vàng, cái màu vàng nghệ luôn nè anh chị. Lâu lâu mới gặp cái màu vàng này nha. Hiếm lắm á. Màu vàng này rất là hiếm. Ngang là được 25, ngang đáy là 30, cao lên là 21. Bên trong có dây luôn. Trời đất ơi. Này gì, cái này là giống như là mình kẹp vô một cái ví nhỏ hoặc là một cái ổ khóa chìa khóa gì á, hoặc là mình móc vô trong cái những cái túi khác của mình để khỏi thất lạc sao đó anh chị. Bên trong là lót vải dập hiệu nha, hàng của là Sonia Kaelin người đó của Paris, mới lắm anh chị ạ. Cái này dường như hàng chưa xài nhưng mà người ta làm phơm mềm, da mềm ha, nhưng mà da dày lắm, đẹp lắm, xinh quá ha. Đó, rất là mới nha anh chị nha. Chốt giùm em cái này là tới mã mấy rồi, T55 cho cái này nha. T55 em bán cho mình với giá là 690 ngàn. Cái này là phơm mềm. Thường á là phơm mềm em sẽ bán giá mềm hơn. Phơm mềm á thì mình xài ứng dụng cao, nhưng mà nếu muốn sang thì mình lấy phơm hộp thì nó sang hơn ha. Nó tùy thôi, nhiều khi mình sở thích của mình nữa. T55 giá là 690 ngàn cho cái túi này. Rồi, một cái túi này là hàng hiệu của Calgaret của Paris, foam. Ồ, da là da mộc, foam này cũng ít gặp anh chị, đa số mình gặp cái foam đeo chéo thường kia ha. Foam này dễ thương quá chừng luôn, da mộc. Chị nào mà đã từng có mua những cái túi mà nhỏ nhỏ em hay bán Calgaret da mộc ha, ta lấy thêm cái này thì nó sẽ là cùng một cái bộ sưu tập nhưng mà nó là cái kiểu khác sưu tầm. Size ngang là được 15, cao 18, độ dày là 11. Rồi, ở bên trong là người ta không có lót đâu, người ta để nguyên cái sớ da vậy đó anh chị ơi. Đẹp không? Quá xuất sắc. Hàng của Calgaret da mộc thì thường người ta làm nhỏ 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 xinh xắn như vậy nè. Độ mới cao, cái trên này thì mình thấy nó cũng hơi sờn sờn nhẹ tại đặc tính da mộc thôi. Đó, xài cực kỳ chất nha. Rồi, quá xinh xinh luôn rồi. T56 giùm em túi này ha. T56 em bán cho mình với giá là 1650. T56. Đẹp lắm, da mộc hàng hiệu của Pháp luôn và cái dáng nè chị, xuất sắc. Hàng mới về cho nên là nó rất là đa dạng. Rồi tiếp theo, túi này, cái này là hàng hiệu của Charles Jordan, còn Despat, còn túi vải, không, túi này túi giấy. Túi này thì nó rất là kiểu thanh lịch, đơn giản bằng da bò. Ngang 25, ngang 24 thôi, cao lên là 16, độ dày là 4 anh chị. Có dây nha, dây này mình xách tay hoặc là có cái sợi dây để mình đeo chéo bằng kim loại luôn nha. Tùy mình gắn vô nha. Bên trong là người ta lót da, trên nóc này nó có hơi sờn cái lót một chút, cái đó là kiểu do cái chất liệu thôi. Còn bên ngoài cái túi rất là mới ha, có một vết cấn nhẹ, cấn đó là cấn để lâu nó hết anh chị, tại vì da thì nó đàn hồi đó, còn nó không có rách là ok rồi. Cái này giá 580, chốt giùm em mã là T57 nha. 580 ngàn, T57, 580 cho cái túi này. Charles Jordan bằng da bò T57 giá là 580. Giá này là bình thường á, em vẫn bán những cái mức giá mà chưa có bao gồm phí vận chuyển, nhưng mà em đang
miễn phí vận chuyển đến hết tháng 12, cho nên là anh chị cứ nghe cái giá đó thôi, khỏi phải lăn tăn về vận chuyển phải gì hết nha. Rồi em có một cái túi này cũng của Charles Jordan nữa. Cái này á, thì còn tem luôn, phơm hộp nha. Còn túi vải, còn tem. Màu quá đẹp luôn, xinh nha. Mở ra, đây tem của nó đây, Charles Jordan trên đây dập hiệu nè. Rồi bên trong là còn sổ luôn, còn thẻ luôn. Tác, nói chung là túi này dường như chưa xài, hàng trưng bày. Hàng ghi chữ là Charles Jordan Paris, bên trong lót da tổng hợp. Đẹp lắm anh chị. Rồi, kích thước nè, form nó là form hộp luôn á. 20 nhân với 15 nhân với lại 10. Giá của nó là 1650, mã là T58 anh chị ơi. T58 nha, 1650 cho cái túi này. Túi này thì em giới thiệu là còn cái túi vải nha, thì khi mà anh chị nhận thì mấy cái tag, cái túi vải đồ này kia là em giao hết để cho mình sử dụng, hoặc là nếu mình bán lại á cũng được luôn ha. Sale cái ba lô. Ba lô này da mộc anh chị. Hàng hiệu của Paris, mắc in Ba Lan. Ngang miệng 20, cao lên là 22, độ dày là 10. Độ mới nó khoảng cỡ 78-79%, không có rách lỗi, nhưng mà da mộc thì nó chỉ tới đây thôi, nó không có mới hơn ha. Hàng này được mắc in Ba Lan. Rồi bên trong là không có lót luôn, là để nguyên cái sớ da. Có chỗ này khi người ta dán keo thì nó có hơi đậm màu một chút thôi. Anh nào chị nào mà gu chất gu mộc thì mình lấy cái này, mình có thể tìm hiểu cái chữ Paris Bath ha. Đó là một cái thương hiệu hàng da mộc nổi tiếng của thế giới. Rồi cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 1 triệu tròn nha. 1 triệu tròn, mã là T59. Hàng giá trị rất là cao, nhưng mà cái này là giá em đang sale. T mấy đó? T59 anh chị. Rồi. Một cái ba lô này á là của Carven của Paris, vải phối với lại da. Này của nữ nha, độ mới rất là cao, này dư chưa xài luôn, nhưng mà vải phối với lại da ha, một ít da thôi. Cái Carven này mình cũng hay gặp, hiệu của Pháp. Size ngang miệng là 20, ngang đáy 30, cao lên là 27 nha. Có nút khít miệng đây. Rồi bên trong là lót vải luôn anh chị, đơn giản. Rồi cái dây, dây này thì còn mới ken, túi này rất là mới, nhưng mà nó vải phối một ít da thôi. Hàng hiệu của Pháp. Chốt giùm em mã là T60. T60 này em bán cho mình với giá là 450 ha, tại nó bằng vải thôi anh chị. Bán như cái túi vải bình thường, không bán, nó không có bán hiệu gì đâu. T60 450 cho cái túi này. T60. Rồi cái ba lô này á là bằng da phối với lại da tổng hợp nha, cái này là hàng hiệu của Paris luôn. Độ mới siêu cao như vậy. Cao lên, cái này cũng của nữ luôn, cao lên là được 33, ngang đáy là 24. Dây này thì mình có thể kéo xuống để mình làm cái ba lô một dây, hoặc là mình kéo lên để thành ba lô hai dây ha. Bên trong là lót da tổng hợp. Rồi cái này để coi giá nó bao nhiêu. Sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 480. T61 480.000. T61 rất mới luôn, cái này mua tặng được. Em đang bán 500 mấy á. Và sale nhanh cho anh chị luôn. Hàng mới mới không anh chị, cái nào cũ là em dừng lại em báo, hay còn không là cái độ mới cao. Một cái túi vải nè, túi này mua về được mỹ phẩm được anh chị, hàng của Calgary nè. Xinh nè. Calgary của Paris, vải xịn sò nha. Túi này đựng mỹ phẩm là quá hợp luôn, đựng đồ trang điểm, đồ Tết để về quê rồi ha. Đó, xinh quá. Nói vậy thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn xách đi, mình phối với đầm đồ này kia thì cũng được á chị, nó mới lắm. Da phối với vải 20 nhân với lại 15 nhân với lại 14. Calgary nha, cái này là rất mới, dường như chưa có xài luôn, có vài xách như vậy. Rồi, ở bên trong thì có kèm cho mình một cái gương nè. Rồi có tag Calgary Paris, lót là lót vải như vậy nha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 395.000. T 62 395 cho cái túi này, T62 nha anh chị. 395. Đẹp quá ha. Túi này mới lắm. Mua đường mỹ phẩm. Túi đường mỹ phẩm mà em nhớ em còn một cái túi bằng da luôn đó. Mà chắc video này chắc chưa tới. Marie Claire da bò. Cái này khoảng 85% anh chị ơi, có độ cũ nha, nó có sần. Nó cái sừ này nè anh chị, khi mà nhìn trên video mình thấy nhiều á, chứ bên ngoài em cầm bên ngoài vậy em không thấy luôn á. Khi mà có video em chiếu cái đèn vô mình mới thấy chỗ này nhiều thôi. Còn bên ngoài các chị mình xách vô tư nha, không có thấy cái chỗ đó luôn. Sần
size ngang miệng là 25, ngang đáy là 28, cao lên 24, độ dày là 10. Sách như vậy ha, hàng hiệu Marilla của Pháp. Bên trong thì lót da màu trắng nhưng mà nó có độ dơ, màu trắng kem á, và có độ dính dơ, dính mực. Rồi còn lại thì ok nha, không có dây đeo. Cái này giá của nó là 450 anh chị ơi, chốt giùm em mã là T63. Giá là 450 cho cái túi này. Mã T63 giùm em nha. Độ mới khoảng 85% và da bò của Pháp luôn. Cái form nó rất là xinh. Sách tay như vậy ha. Mình có dây xích gắn vô mình đeo. Rồi, một cái túi này, form Birkin. Cái này để em coi. Nó là da thật hay là da tổng hợp đây. Cái da này là da tổng hợp nha anh chị nha, da dường như là da tổng hợp của hãng á, nó có độ đẹp nhưng mà nó không mới ken. Rồi cái phần Birkin này nè, chỗ này á nó sẽ kiểu như là đắp vô cho nó đẹp thôi. Mình cũng ố khóa chìa khóa đầy đủ ha, nhưng mà chỗ này không có cái ngăn. Đó, và mình xài ngăn là mình có khóa kéo trên này. Rồi hàng có hiệu luôn nha anh chị, này là nó da tổng hợp chứ không phải da bò. Form người ta làm là form tương tự với Birkin, độ mới cao 32, đáy 36, cao lên là được 24. Túi rất là xinh ha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 400. T64 nha, giá 400.000. T64 giá 400 cho cái túi này. Đẹp lắm, mới và form dáng sang. Rồi tiếp theo. Cái này da đà điểu phối với da bò, xinh không? Này đi tiệc là bao đẹp luôn anh chị ơi. Rất là sang. Trắng trắng kem phối với đen nha, rất mới luôn á. Cái này là dạng cleat anh chị, bên trong là không có thiết kế dây ha, có một cái cớp chỗ này nữa mà mới len ken, mới 90 mấy%, mua tặng nhau được. Chất liệu da bò phối với da đà điểu. Rồi phần khoen kim loại rất là mới, dạng cleat nha. Size ngang là được 23, cao lên là được 14. Cái này mới nha anh chị, mã là T65, em bán cho mình với giá là 650, nhỏ thôi. T65 giá 650 cho cái túi này. T65 dạng cleat này đi tiệc là bao đẹp luôn. Tiếp theo, một cái túi này là của Ungaro. Ungaro là hay làm cái dạng khoen này nè anh chị. Anh chị có nhớ là lần trước em có một cái lồng cơm tựa tựa cái vào dạng khoen này không? Còn cái này thì nó cũng gần như phơm hộp, nhưng mà nó sẽ làm cái phơm nó vuông vuông chữ nhật nè. Đó, phơm hộp hơn ha, chứ nó không phải là như cái lồng cơm ha. Ngang là 21 nè, cao lên là 18, độ dày là 12. Mới len ken luôn, mới này là phải trên 89-90% cộng luôn. Da bò, phối với lại da bò dập vân kỳ nhông kỳ đà. Khoen rất là đặc sắc, sắp tay dùm em nha, hàng của Ungaro của Pháp. Rồi bên trong lót vải nè anh chị, đẹp lắm. Rất là mới đẹp. Rồi, cái này anh chị chốt dùm em mã là T66, giá là 900.000. Hàng hiệu ha, hàng hiệu của Pháp và rất là mới, da bò thật. T66 900 cho cái túi này. Sách không có đụng hàng đâu. Rồi siêu phẩm nè. Renoma Paris, nhỏ xíu luôn mà nó màu xanh nữa. Trời sao xinh dữ vậy ta. Da bò nha anh chị nha. Hàng cổ điển luôn và ít gặp lắm nha, không phải thường gặp đâu. Rồi Renoma này mắt in răng luôn, bên trong là lót da. Để coi để vừa điện thoại không. Điện thoại nhỏ nhỏ chút mới vừa, điện thoại em này nó hơi bự ha, không vừa. Mình điện thoại nhỏ nhỏ thôi là vừa. Size ngang đó là 17 anh chị. Để bỏ thử cái điện thoại này coi vừa. Ví dụ mình xài cái iPhone là vừa nha anh chị nha. iPhone là để chí mí luôn nè. Còn mình xài mấy cái khác nó bự hơn á thì nó không vừa ha. iPhone là để vừa. Từng khoen khóa dập hiệu hết luôn. Cái này đẹp dữ lắm anh chị ơi. Sao đẹp dữ vậy. Đây nè, vòm đeo chéo và rất mới luôn, dường như chưa có xài luôn đó. Hàng VIP của Renoma nha. Chốt dùm em mã là T67. T67 rồi, cái này em bán cho mình với giá là 780.000. Đẹp lắm. T67, 780. Mấy này là hàng mình nhiều khi mình không có mua được ở đâu luôn anh chị. Với da thật ha, màu xanh nè, lạ nè, form mini, quá đẹp, sưu tầm cũng được anh chị ạ. Rồi tiếp theo, cái túi này, túi này da bò dập vân cá sấu, phơm mềm ha. Khoen khóa thì nó bự nhưng mà cái phơm này nó mềm. 47 nhân với lại 16.
Rồi nút khít miệng không có khóa kéo miệng nha. Bên trong là hàng hiệu của Sasabi của Nhật các anh chị. Rồi, lót là lót vải ha, không có khóa kéo miệng mà nó có nút khít miệng. Rồi cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 280. Mã là T68. Giá là 280 ngàn. Mã là T68 giùm em ha. Túi này nó to đùng luôn. Da bò, cái này mình về mình lấy phụ kiện thôi cũng một đống da. Tôi túi nam nè anh chị, túi nam này da bò. Form A4 đứng có độ cũ nha, da xịn da châu Âu nhưng mà có độ cũ. Size ngang là 25, cao lên là 30, khoan khóa đồng giả cổ. Da có độ sờn anh chị ơi. Cái này của nam ha, form A4 đứng. Cái này em nhớ không có hiệu hay sao? Không có hiệu, bên trong là người ta không có lót luôn mà ta để nguyên cái sớ da như vậy cho mình ha. Hàng chất nhưng mà nó không có thương hiệu. Không mới luôn. Không còn chìa khóa luôn. Ủa đây còn chìa khóa đây. Chìa khóa nằm đây. Đó. Nhưng mà độ mới này nó rơi khoảng cỡ 80% thôi. Không mới hơn ha. Rồi, sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 950 T69. Cái anh mình xài là siêu chất. 950 cho cái túi này. T69. Cái này cái dây đeo á anh chị. Cảm nhận là cái chỗ cái dây này người ta có mai lại anh chị ơi. Người ta mai bằng cái sợi chỉ này, nó cái màu nó màu hồng rồi nó khác với cái màu của người ta rồi. Để em trừ điểm cái dây này cho anh chị lại nha. Định bán giá 950 mà thấy cái dây này cái người chủ cũ giống như là nó hơi bị tơ tơ cái người ta mai lại đó. Rồi chốt giùm em mã là T69 lại nha. Vẫn là T69 nhưng mà em bán sale siêu rẻ cho anh chị luôn. Trừ điểm cái dây ha, em bán cho mình với giá là 750 luôn. T69 nha, 750 em báo giá lại nha. Này, vấn đề của nó là sờn ở đây và cái phần dây này người ta có mai cái đường chỉ lại, đường chỉ này nó màu hồng. Đó, về mình có thể đánh xi đồ lại là ok ha, quá rẻ luôn cho cái túi này cho các anh mình xài. Rồi một cái túi da đà điểu, form công sở luôn màu đen. Full da đà điểu và khụ luôn. Ngang 33, ngang đáy 35, cao lên là 26. Dán sách giùm em, bên trong là lót vải nha anh chị nha. Trong là lót vải như hình. Ồ, cái này kèm theo mình một cái tép nữa nè, gắn vô cũng được, không gắn thì thôi. Rồi, xinh quá ha. Này đựng A4 dừa nha anh chị. Rồi, cái này chốt giùm em mã là T70, em bán cho mình với giá là 900. Da đà điểu nha, T70, giá 900 ngàn cho cái túi này. Mã T70 giùm em. T70 giá 900. Rồi, tiếp theo. Cái ba lô này da tổng hợp phối với lại da bò của nữ luôn ha, phần nâu là da bò, phần xanh da tổng hợp, trong lõi lót rồi. Cái này lõi lót, bán giá lõi lót nha anh chị, về lấy phụ kiện giùm em ha. Cái này em bán giá 80.000, T71 giá lõi nha. T71 giá lõi, giá 80.000. Lõi lót một hai ngăn nhỏ thôi, còn lại thì ok. T71 80. Giá lõi lót. Này gì đây? Cái này mới về luôn nè. Bằng vải anh chị. Bali. Lạ nha. Bali vải trần chám luôn. Ui. Xinh nha xinh. Màu xanh, xanh rêu. Độ mới khoảng cả 82%, này đựng quần áo được 2 bộ. Đi công sở cũng được, hàng hiệu của Bali. 36 nhân với lại 25. Khoan khóa nó có hơi xuống màu chút anh chị. Rồi, có khóa kéo miệng đây. Có tag là Bali Collection gì đó. Đẹp quá ha. Bali nè. Rồi bên trong lót vải luôn, có mấy cái ngăn nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái này bằng vải, hàng có hiệu, vải phối với lại da nhưng mà không mới ken nha. Nhưng cũng không có cũ xì, không có rách lõi đâu. Góc cạnh nó hơi sờn rất là nhẹ. Anh chị thấy cái túi này mình đựng được rất là nhiều đồ, ứng dụng cao lắm á. Rồi, cái này em bán cho mình với giá là 580.000. T72. 580.000 ha. T72 giùm em nha. 508. Xinh quá. Bali luôn, bằng vải phối với lại da. Trần chám. Cái vải nó xịn lắm, túi vải nhưng mà anh chị cầm vô là biết hàng xịn rồi. Một cái cặp này của hàng hiệu của Pháp nè. Mới nhìn mình tưởng Milatron, không phải đâu. Đó, hiệu của nó là hiệu là Morabito, dạng cặp nha anh chị. Độ mới còn cao, canvas phối với lại da. Ngang 39, cao lên là được 30. Khoan khóa dập hiệu. Mẫu này nam nữ xài được nha. Cái này nó còn mới lắm. Hàng này được make in răng.
Đó, đựng laptop hay là đựng giấy A4 nha. Cái màu nó như vậy anh chị. Độ mới này còn khoảng cỡ 89-90% luôn, rất là mới ha. Rồi, cái cặp dán sách thôi, không có dây đeo nha. T73, chốt giùm em mã là T73. Cái này em bán cho mình với giá là 690. T73. Cái hiệu này hôm trước em có bán được mấy cái á, nhưng mà nó dạng đeo chéo đồ nhỏ nhỏ và nó cũ hơn. Còn cặp này nó mới nè, nhìn nó cũng hay lắm anh chị, nhìn sang. Rồi, tiếp theo. Lết thầm tay da bò. Đây. Nó đơn giản gọn nhẹ lắm nha, da miếng. Rồi, bên trong là lót da lộn luôn ha. Hàng này của Awa Custom của London. Còn chìa khóa đây. Rồi, không có ghi made in nước nào. À đây có, ghi made in Italy sau lưng ha. Hàng của London nhưng mà made in Italy. Độ mới cái này nó rơi vào khoảng cỡ 90% cộng bằng da. Đơn giản nha, thiết kế đơn giản. Size ngang là 26, cao lên là được 18. Sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 950 ngàn luôn. Hàng sale ha. Hàng rất đẹp nhưng sale. T74 nha. 950 cho cái túi này. Lết cầm tay. Cái này không à, còn chìa khóa nha anh chị, còn chìa khóa nãy em giới thiệu lên đó. Còn chìa. Rồi, một cái clutch Dunhill hưu khóa số 583. Độ mới này khoảng 80%. 583 này không phải khóa số của nó rồi. Thôi cái này để em coi lại cái số đi. Rồi, cái này gì màu xanh đây. Trời ơi, siêu phẩm nè. Goldfield. Goldfield của Đức mà màu xanh anh chị ơi. Dòng này mới gặp luôn nha. Cái này dạng như hàng, mấy cái hàng này nó hiện đại đó. Màu xanh dương, hàng hiệu của Đức. Goldfield, form, hến, đeo vai 30 nhân với lại 22 nhân với lại 10. Form này form đeo vai dài nha anh chị nha, đeo vai dài hoặc là mình xé ra một dột dây bên này một dây bên kia thành đeo chéo được luôn á, chung nó dễ lắm. Hàng Goldfield handmade in Germany. Độ mới này khoảng cỡ 89% đó. Cái dòng của nó là Luxury in Leather. Cái dòng này là dòng mới anh chị, không phải là cái dòng cổ điển handmade kia đâu. Còn sổ Goldfield rồi. Túi này nếu mà độ mới nó khoảng 90 mấy % thì thường em bán 3 triệu mấy hay gì đó thì nó sẽ là khoảng chưa được 1 phần 10 của cái giá trị của cái túi này. Nhưng mà riêng cái này có xài rồi, không có mới ken. Với cả màu xanh thì nó hơi lạ thôi nhưng mà nó sẽ kén người sử dụng á. Em bán giá tốt cho cái túi này luôn. Mã là T75, em bán cho chị với giá là 1 triệu 350 ngàn. Ha, 1 triệu 350 T75 nha anh chị nha. 1350 cho cái T75 này. Hàng Goldfield của Đức đó anh chị. Lạ dữ lắm nha. Khóa là khóa IKK luôn. Rồi. Bali luôn nè. Trời bữa nay nhiều hiệu quá. Bali monogram da màu đen phối với màu nâu ha. Cái chỗ này là da, người ta dập cái chữ B lên. Độ mới của cái túi này khoảng cỡ 86-87%. 23 nhân với lại 27 nè, nhân với lại 16. Xách giùm em ha. Cái phần da màu nâu nó có hơi sờn, góc này có sờn. Đây chỗ này có xước móng tay nè. Bên trong lót da thật luôn, Bailey made in. Bailey này made in gì? Made in Italy, có một ngăn khóa kéo nhỏ. Hàng này rất đẹp, hàng hiệu xịn nhưng mà nó không mới ken. Không có mới lắm. Thường mấy cái túi Bailey như vậy mà mới là anh chị kiếm không ra. Và giá thì siêu cao rồi. Còn cái này không mới ken ha. Rồi, giá tốt cho anh chị cái này với giá nó là 980 ngàn. T76, giá 980 ha. 980 ngàn, túi Bali. Túi này chị xách tay. Nó không mới bằng cái Goldfield nhưng mà đẹp lắm, hai cái đều đẹp hết, hàng hiệu VIP hết. Rồi. Đây nè, cái túi Renoma nè anh chị. Cái dòng này nó à không, cái này là Valentino. Cái dòng này á thì nó ít gặp, nó full da nhưng mà anh chị thấy nó chất nha, nó cũng sẽ kén người xài. Độ mới này khoảng cỡ 80%, ngang là 20, cao lên là 17, độ dày là 12. Có dây nha anh chị ơi. Đấy. Có dây nè, bên trong là lót gì đây? Lót da luôn á. Rồi, sale rất là nhanh cái này cho anh chị với giá là 390 luôn. T77 390 ngàn nha. T77 390. Trời ơi, mấy giá này là em sale suốt ba ga luôn á. Đây, từng da hàng khóa dập hiệu hết nha. Hàng VIP VIP không á. Túi da bò màu nho.
size ngang á là được 39, cao lên là được 21. Cái này có sờn da, sờn mép rồi tùm lum á. Nó không có mới keng nhưng mà xài nó bền, bên trong lót vải nha. Xem nhanh cái này, dán sách anh chị. 250 T78. T78 giùm em nha. Giá 250. T78 giá 250 cho cái túi này. Rồi. Này gì? Cặp đà điểu nè. Rồi cái cặp này sale xuất chỉ luôn nè. Size là được 40 nè, cao lên là 30. Da đà điểu này được made in Tây Ban Nha ha. Bên trong lót da thật luôn. Xem nhanh cái này cho anh chị với giá là 1 triệu 2. Dán sách, cặp sách. Mấy giá này giá sale và mấy cái này em nói nhanh là tại vì em có giới thiệu qua một hai lần rồi đó anh chị. Mấy rồi? T79 nè, 1 triệu 2. Chứ không có lỗi lầm nha. Hàng lỗi là em dừng lại còn lâu hơn là hàng không lỗi nữa. Đà điểu nữa nè. Đà điểu này là màu kem. Có độ đời màu trên da và có cái đốm này nó hơi nhiều. Sale nữa nè. Xách tay anh chị. Bên trong là lót. Lót này là lót vải nhung ha. Rồi có cái chữ Italy ở đây nè. Xách tay. Trên đây nó có hơi hơi kiểu nó bị ra dầu á. Rồi còn lại bên ngoài mình xách ok. 25, 20, 10. Sale cho anh chị cái này với giá là 800 luôn. T80, 800 ngàn. Tới giờ sale rồi đó. T80 giá 800 ngàn. Còn gì để sale nữa không? Này, 100 ngàn. Cartier. Cartier nhưng mà nó cũ nha. Rồi nó có cái chỗ này nó có lỗi lót chỗ này nè, nó kêu là có một cái viền này nó mình về mình cạo sơ sơ là hết rồi, nó bông cũng muốn hết rồi, còn bên dưới là lót vải bình thường nha. Hàng hiệu của Cartier đó, mình hay đọc là Cartier đó, phom đeo chéo, tháo cái dây ra thành cái lết luôn. 27 nhân với lại 16, 100k. T81 100 ngàn, mã T81 giùm em ha. T81. Rồi. Trời, túi này xinh lắm anh chị. Chốt cái túi này đi, túi này mới lắm nè, tốt tặng còn được á. Đà điểu phối vải nè. Phối vải jean á, xinh lắm ha. Kèm theo mình cái lòng thòn như thế nè. Rồi dây nhỏ mọi thứ rồi rất mới. Mới như trưng bày. 24 nhân với lại 17. Xách tay hoặc là đeo kẹp nách rất đẹp luôn. Bên trong là lót vải luôn. Nè, đẹp lắm, mới lắm. Cái này giá của nó là 720. Rất là đẹp luôn anh chị. Và nó hiện đại lắm nha. T82 720.000, mã T82 giùm em ha. 720 T82. Rồi, T82 rồi. Một cái này là gì? Colehan. Colehan màu mỡ gà, độ mới cao. Size là 35 nhân với lại 15. Khoen khóa nó mới lắm. Form này xách tay hoặc là đeo vai, ngắn. Da bò. Độ mới cao. Rồi. Cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 500. T83. Giá là 500.000, T83. Tới khúc này nó đang tới khúc hàng sale rồi anh chị ơi. Để coi lựa có cái nào mới về. Này. Hàng này là của thương hiệu là Khoa Thơ. Cái này là da tổng hợp anh chị. Da tổng hợp nha, không phải da bò nha. Trời nhưng mà nó mới lắm. Coi còn dây gì không. Cái này mở sao. Mất dây đeo rồi. Không còn dây đeo nha, bên trong lót da tổng hợp. Bên ngoài vẫn là da tổng hợp mà nó rất là mới. Mới như chưa sử dụng luôn. Cái này là 26.5, ngang đáy là 29, cao lên là được 24. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 350. Da tổng hợp nha. Da tổng hợp cao cấp anh chị ơi. T84 giá là 350.000, mã T84 ha. T84. Rồi. Túi này. Coi cái này là vải hay là da lộn đây. Cái này là vải nhung anh chị ơi. Này vải nhung nha, vải giống như vải nỉ, vải gì á, nó vải nha, form đẹp lắm, cái này vải chứ không phải da. Size ngang miệng á, là 27 nè, ngang đáy 21, cao lên là 23. Mới lan can và cái dáng xinh lắm.
Rồi bên trong nút khít miệng có lót phun sơn, nhưng mà hiện tại không có dính nha. Lót phun sơn nhưng không có dính, nhưng mà nó kiểu mình thấy nó hơi nứt nứt, kiểu nó khô quá, nhưng mà nó không có dính đồ ha. Rồi mình xài thời gian ngắn thôi. Rồi chốt giùm em cái này mã là T85, em bán cho mình với giá là 290.000. T85 giá 290 nha. T85 giùm em 290.000. Đẹp quá. T85. Rồi. Túi này gì? Túi này. Da là điểu màu xanh nè anh chị. Có cái da điểu màu xanh của video vừa rồi á, cái màu của nó đậm hơn cái này. Còn cái này là màu xanh lá. Rồi. Phông xô màu xanh lá ha. Size ngang miệng á là được 27, ngang đáy 23, cao lên là 25. Cái này giá sale anh chị, cái này em đang sale với giá chỉ có 1 triệu thôi. Sale 1 triệu thôi, vải nhung anh chị nha, 1 triệu. T86 giá là 1 triệu tròn ha. Rồi, em sẽ kết thúc video này ở đây anh chị nha. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái món hàng trong video này, và hẹn cả nhà ngày mai sau khi đi hàng xong thì em sẽ tiếp tục lên hàng mới và hàng sale tiếp tục anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.